Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư, đây là tài khoản kế tiếp của bên trung tâm đào tạo Forex. Và nhà đầu tư thấy rõ đó, người nhà. Đây là những tài khoản mà bên trung tâm chúng tôi đã show live stream suốt trong vòng thời gian vừa qua. Và do thì nhà chúng tôi có ra vào trong nhiều tài khoản khác nhau, thì trong thời lúc vừa qua thì chúng tôi có đi ra bên ngoài. Và thì nhà có ra bên ngoài thì vào lệnh thì chỉnh sửa lệnh cho nhau ở trên thị trường, thì cũng điều chỉnh đánh nhẹ đánh nửa lót ở trên tài khoản này. Thì nay thì chỉnh sao thì đánh còn có 0,2 thôi. Thì đó, thì nhà đầu tư thấy rõ là nhà quan trọng nhất là nhà chúng ta giao dịch các cái điểm vào lệnh chúng ta phải đúng ở trên thị trường này. Nếu mà chúng ta giao dịch mà không đúng khi mà giao dịch ở trên thị trường, đó là điều rất là nguy hiểm khi mà chúng ta tham gia vào thị trường giao dịch Forex này. Và chúng tôi, trong cái live stream này thì chúng tôi cũng chia sẻ đến cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thấy rõ rồi nhỉ. Trong thời gian tới, ngày 14 tới thì tôi có ra ngoài Hà Nội và thì nhà bắt đầu để đi có những chuyến du lịch xuyên suốt vào mùa hè cùng với cả những học viên của tôi. Cho những cái chuyến đây để nhà vừa cùng giao lưu với cả những cái người học viên của tôi ở trên thị trường. Và thì nhà vừa là gì nhà để tham gia trade live trực tiếp cùng cả học viên của tôi. Thì trong thời gian đấy thì tôi nói hẳn cả các bạn là nhà tôi không có mở hội thảo. Thế nên thì nhà tôi không có dành nhiều thời gian để cả giao du cả bên ngoài. Nhưng tôi sẽ dành cho một ngày vào ngày 14 thì tôi sẽ gặp những cái người ở trên thị trường Forex ở ngoài phía Bắc, khu vực phía Bắc. Nếu mà ai thích thì có thể gì nhờ đăng ký tham gia với cả tôi ở trên thị trường này. Đó, mọi người sẽ thấy được những cái tài khoản tôi giao dịch rất là lớn, chứ không phải chỉ có 1-2 lot hay 5-7 lot ở trên thị trường này. Tôi khẳng định cả mọi người, nó là như vậy. Những tài khoản tôi giao dịch xuyên suốt trong vòng 1-2 năm vừa qua, và tổng profit các bạn sẽ thấy nhiều hơn những gì mà các bạn đã từng thấy ở trên thị trường này của tôi. Đó, thì tôi sẽ dành ra một ngày vào ngày 14, buổi sáng 14 thì tôi sẽ ra đến nơi. Chắc khoảng tầm 9:30-10 giờ thì tôi bắt đầu tập trung ở trên khách sạn. Và ngày 14 thì tôi bắt đầu gì nhỉ, chờ những học viên của tôi ở khu vực miền Bắc tập trung về. Bắt đầu ngày 15-16 và xuyên suốt một tuần tôi sẽ training cho học viên của tôi ngoài miền Bắc. Và toàn bộ học viên ở ngoài miền Bắc sẽ thì nhà tập trung chơi live với cả tôi nha. Cả cũ cả mới sẽ tập trung chơi live cả tôi trên thị trường. Và gì nhỉ, sẽ thấy tôi trực tiếp cứu tài khoản. Hiện nay tôi đang nhận một tài khoản 150.000 đô đang cứu cho khách. Thì gì, toàn bộ học viên sẽ gì nhỉ, cùng tôi ngồi phân tích về cái tài khoản đấy và sẽ cứu tài khoản đó trực tiếp ở trên thị trường với cả tôi. Còn lại ở trên thị trường này, tôi chỉ dành cho một ngày là ngày 14, tôi sẽ gì nhỉ, ngồi giao lưu với cả mọi người bên ngoài, không phải là học viên của tôi. Đấy là tôi chia sẻ hẳn cả các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể có những cái câu hỏi gì đó thì ngày hôm đó thì tôi sẽ trao đổi. Và các bạn thấy đấy, ở trên cái Facebook này của tôi thì hôm nay có một số người vào đây, thì cũng có rất là nhiều người đã từng đến gặp tôi ngoài Hà Nội và cả trong Sài Gòn, và đang ở ngoài Hà Nội đây, và cũng đã từng thấy những tài khoản rất là lớn của tôi ở trên thị trường này rồi, và cũng đã theo dõi tôi rất là lâu. Nếu mà có dịp thì anh em mình sẽ gặp nhau. Đó, thì tôi sẽ ở lại Hà Nội khoảng tầm từ khoảng 7 ngày cho đến 10 ngày. Sau đó là sẽ có những chuyến du lịch xuyên suốt cùng cả học viên của tôi. Là gì nhỉ, mùa hè là những buổi training kết hợp với cả du lịch xuyên suốt trong vòng thời gian là có thể là hết hè. Sẽ gì nhỉ, Bắc Nam chúng tôi sẽ gì nhỉ, đi với nhau suốt ở trên thị trường này. Thế nên thì nhỉ, các bạn có thể theo dõi cho kỹ những cái này của tôi. Nếu mà ai thích thì có thể đến giao lưu. Thì tôi thì có sao thì tôi chia sẻ hẳn vậy. Và tôi chỉ khuyên các bạn một thứ rằng gì nhỉ, để thành công không phải là nhỉ, các bạn ra các bạn giao lưu cho nhiều. Tôi nói thật, tôi chẳng đọc cái cuốn sách về Forex quái quỷ nào hết. Thằng nào nói 1.000, đọc 1.000 cuốn sách, cái sách tài khoản ra chơi like cả tôi này. Tôi chẳng đọc cuốn sách nào hết, và mọi cái tôi đều phải bỏ tiền vào trong thực tế, và tôi phải nghiền ngẫm. Tôi muốn thành công thì tôi phải nhìn vào những cái thất bại của bản thân tôi, và gì nhà tôi phải hoàn thiện những cái thất bại đấy. Còn nếu tôi thành công thì tôi không bao giờ tôi được mãn nguyện với cả những cái thành công đấy của tôi, mà tôi phải hiểu rõ được cái giá trị. Bây giờ để tôi muốn đi lên tiếp trên những cái bước phía trước thì tôi phải cần những gì, chứ không phải là nhà cứ ra chúng ta kiếm được vài ba đô thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là bố tướng ở trên thị trường, còn mất thì chúng ta nghĩ rằng bầu trời đã suy sụp. Chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống cũng phải thế, có lúc thăng lúc trầm, có lúc lên lúc xuống. Quan trọng nhất bản thân mỗi chúng ta hiểu rõ giá trị như thế nào khi mà gì nhỉ, chúng ta bước vào cái thế giới này. Đó, đó là điều mà tôi chia sẻ với các bạn. Thì cũng hẹn toàn bộ các học viên của tôi
Vậy nha, toàn bộ những cái học người học viên của tôi ở tại trung tâm đào tạo Forest thì nha, tôi đã khẳng định với các bạn rằng họ chán coi tài khoản của tôi lắm rồi. Thế vì hàng ngày tôi show tài khoản quá nhiều. Đó, và gì nhỉ, anh em trong thời gian qua đã trải nghiệm và đã thấy những giá trị mà tôi đã chứng minh bằng thực tiễn. Và gì nhỉ, so cả các nơi khác thì mọi người đã nhìn nhận đấy. Thì tôi mong muốn rằng đợt này ra tôi sẽ chia sẻ nốt những gì mà bản thân tôi cảm thấy ở anh chị còn thiếu sót. Tôi mong muốn rằng những cái lời mà tôi chia sẻ anh chị hiểu rõ. Và gì nhỉ, anh chị nên nhớ rằng mỗi một khóa học của bản thân tôi không có dạy khóa 2 hay khóa 3. Tôi chỉ thu anh chị có một khóa thôi. Và gì nhỉ, bất kỳ ai cần hỗ trợ cái gì chỉ cứ gọi trực tiếp cho tôi làm được điều gì thì tôi sẽ làm. Và mọi người đều biết đấy, trong suốt những thời gian qua mọi người đồng hành cả tôi trên thị trường này, tôi phát ra lệnh nào thì tôi vào lệnh đó ở trên thị trường này. Và anh chị đều thấy rõ tài khoản live của tôi, chứ không phải là nhỉ, thấy tôi chụp ở trên điện thoại hay là nhỉ, tôi cắt tôi xén thì hết ở trên điện thoại này. Và gì nhỉ, đó mới là giá trị để anh chị nhìn nhận xem rằng tôi có chơi được hay là không. Bởi vì tôi thiết nghĩ rằng một cái người thầy ở trên thị trường là cái người sẽ phải chứng minh toàn bộ những gì mà bản thân mình đưa ra, và phải người đi tiên phong ở trên thị trường này đối cả những người học viên của mình, chứ không thể nào mà đi ra để mà gì nhỉ, tự mà gì nhỉ, bắt những người học viên của mình phải làm những cái điều đó trước khi đến với mình. Bản thân các bạn đã thấy rõ mọi thứ tôi đều làm cho các bạn thấy. Thế nên sau những cái thời gian vừa qua các bạn nhìn thấy đó, thì mong muốn rằng đợt này thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gắn kết với nhau hơn, và nhiều giá trị chúng ta sẽ tương tác với nhau hơn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chúng tôi mong muốn rằng sẽ có một buổi gặp nhau để mà gì nhỉ, những buổi giao dịch trực tiếp với nhau ở trên thị trường sẽ là gì nhỉ, đó là những điều mà chúng tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ gắn kết với nhau lâu dài hơn. Và nhà thành quả của tôi có được ngày hôm nay là ở chính những người học viên đã gì nhỉ, tạo động lực cho tôi trên thị trường này và hỗ trợ cho tôi rất là nhiều khi mà tham gia vào thị trường giao dịch Forex này. Và thì nhà họ đã hỗ trợ cho tôi từ những thiết bị cho đến tất cả mọi thứ trên thị trường này, những gì tôi còn thiếu sót. Cảm ơn mọi người, và chúng tôi hẹn mọi người vào sáng thứ hai ngày 14 tháng 5 2018 thì chúng ta sẽ gặp nhau. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.